Sau một ngày dài làm việc, bạn thường làm gì để nạp lại năng lượng? Đi tập thể dục, chơi một ván cờ vui vẻ cùng bạn bè, hay dùng bữa tối hóng mát dưới sảnh chung cư? Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy không chỉ giúp bạn thư giãn mà còn mang lại niềm vui giản dị trong cuộc sống. Còn với team, niềm vui lớn nhất chính là mang đến cho khách hàng những giai điệu cuốn hút của âm nhạc. Tụi mình không chỉ giao những nhạc cụ mà còn trao gửi cảm xúc và sự kết nối qua những âm thanh tuyệt vời. Hôm nay team Minh Phụng Music sẽ mang cái đàn upright Kawai BL31 đến với khách hàng tại quận 7. Đội tả đã đưa đàn đến và sẵn đây khi đội đang theo anh khách lên lầu, mình sẽ giải đáp ống sưởi đàn piano là gì. Ống sưởi đàn được thiết kế để giữ nhiệt độ bên trong của đàn piano luôn ổn định, đặc biệt trong những tháng lạnh hoặc môi trường ẩm ướt. Bạn chỉ cần đặt nó gần tấm sau bo hoặc dưới cái đàn và nó sẽ giúp duy trì nhiệt độ ổn định. Bạn nên sử dụng từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, không cần phải cắm liên tục suốt 24 giờ đâu nhé. Chỉ cần cắm vào ban đêm, rút ra vào buổi sáng, thế là xong. Quà tặng cùng với đàn gồm có khăn phủ đàn, khăn phủ phím, ghế piano tăng đờ cao cấp cùng với ống sưởi chính là món quà tặng để giữ cho cái đàn luôn sạch đẹp. Hãy nói một chút về chiếc Kawai BL31 này. Kawai, một thương hiệu nổi tiếng với sự tinh tế trong chế tác. BL31 thiết kế đèn bóng sang trọng. Bên trong chúng ta có khung đàn bằng gang, ủ đàn bằng lông cừu, sau bo bằng gỗ vân sam và bộ pedal nhạy bén. Hãy nhìn nụ cười trên khuôn mặt bé, niềm hạnh phúc khi những ngón tay nhỏ bé lướt trên những phím đàn mới tinh. Không gì tuyệt vời hơn khoảnh khắc khi em lần đầu tiên cảm nhận âm thanh tuyệt hay của đàn. Điều đặc biệt hơn nữa là Kawai BL31 này chính là món quà mà ba mẹ bé đã chọn để khơi dậy niềm đam mê âm nhạc khi con đang học trên lớp. Những khoảnh khắc thế này là lý do tại sao chúng mình yêu công việc này. Mỗi cái đàn đều có một câu chuyện riêng và hôm nay chiếc Kawai BL31 chính là khởi đầu của một hành trình âm nhạc tuyệt đẹp cho bé gái. Đội ngũ vô cùng biết ơn khi gia đình đã tin tưởng chọn Minh Phụ Music để đồng hành. Đừng chần chừ nữa khi bạn đang tìm kiếm cái đàn đầu tiên hay muốn nâng cấp lên một dòng đàn cao cấp hơn. Minh Phụ Music đều có rất nhiều model chất lượng với nhiều ưu đãi cực kỳ hấp dẫn dành cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.